Thưa quý vị, tin tức cho biết Tiêu Chiến sẽ tham gia sự kiện đếm ngược năm mới trên đài truyền hình Đông Phương. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Ngay sau khi thông tin này được tung ra, ứng dụng của đài truyền hình Đông Phương lập tức bị nghẽn. Trang chính của nhà đài không thể truy cập. Các phe vé nháo nhào, dừng nhận chuyển khoản đặt mua vé trước. Họ kháo nhau rằng thần tài Tiêu Chiến đang tới và họ tạm dừng nhận mua vé trước để chờ giá mới. Giá vé tham gia sự kiện đếm ngược đêm giao thừa của đài Đông Phương tăng lên vùn vụt. Phe vé ngừng nhận chuyển khoản, tạm dừng bán vé để chờ cập nhật giá mới. Đương nhiên người hâm mộ có thể chờ thông báo để mua vé qua kênh bán chính thức. Tuy nhiên, đây chính là thời điểm vàng cho cánh phe vé kiếm tiền. Với số lượng người mua vé quá đông, trang bán chính thức của nhà đài bị đình trệ. Thực sự không dễ dàng để bạn có được một tấm vé tham dự sự kiện có Tiêu Chiến tham gia. Phe vé đang rất vui mừng khi thần tài Tiêu Chiến xuất hiện. Một số người cho biết phe vé đã báo giá lên tới 13.000 nhân dân tệ và có khả năng còn tăng. Nhiều người sẽ không tiếc tiền thông qua phe vé để sở hữu tấm vé tham gia sự kiện cùng với thần tượng của mình. Tiêu Chiến thực sự có lưu lượng truy cập quá mạnh.